Xin chào anh em, clip hôm nay sẽ là cái vị tướng cuối trong Fairy Tail, đó chính là cái vị tướng Eza. Một cái vị tướng dạng kiểu kiêm xạ thủ ở trong cái tựa game Đấu Trường Vinh Quang này. Đấy thì cái con này cái hoạt ảnh nó hơi nhiều nên cái đoạn mà chọn tướng thì nó hơi giật anh em ạ. Cái đoạn chọn tướng nó hơi giật một tíu. Mình sẽ đi đường dưới kiêm cái xạ thủ cùng với một cái vị tướng AD, đó chính là cái vị tướng gì ta, quên mất tên rồi. Ok, tem này có một tanh này, một phép, một sát thủ, 2 AD. Wow, tem bên kia có chó gát siêu phẩm anh em ơi. Bên kia có chó phát siêu phẩm, tem có cả lữ bố luôn, toàn người khỏe vậy. Cả revenge luôn kìa. Tem kia có xạ thủ, một phép. Ok. Con Eza này nó khá là khỏe anh em. Mình đây là trận đầu tiên. Trận đầu tiên mình sử dụng cái vị tướng này. Đợt trước thì mình có xem cái clip chơi ở bên Trung Quốc cái vị tướng Eza này, thì nay cầm luôn để mà làm clip cho anh em xem, test cái chiêu thức của cái con này xem nó có bá đạo như thế nào. Mình thấy ở trong cái clip bên Trung Quốc đó thì cái con này nó khá là khỏe nhá, khá là khỏe, cũng như là cái chiêu thức của nó thì đánh nó phải nhanh tay một tí, khá là khó đánh. Cái chiêu ở con thứ nhất ở con này là chính là cái chiêu tung kiếm chém theo cái hướng chỉ định. Nó có hai cái kiểu, một cái kiểu tiến hóa có cánh này, một cái kiểu tiến hóa bình thường. Tiến hóa bình thường thì nó cái chiêu nhất ấy của nó sẽ là vung kiếm chém. Đây, cái chiêu tiến hóa đây. Chiêu tiến hóa. Cái chiêu thức đánh thường của con này sẽ đánh xa. Rồi. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ không nói cái chiêu thức của cái con Eza nữa, tại vì nó có hai kiểu, một cái kiểu tiến hóa với một cái kiểu bình thường nên nói sẽ khá là dài. Anh em xem clip và biết được cái chiêu thức của cái con này thôi, chứ mình không nói nữa. Rồi. Khéo lại chết. Lại chết bây giờ. Lại chết bây giờ. Sao đây? Chó gắt siêu phẩm đẹp vãi xoài luôn anh em ạ. Ở đây hai xạ thủ thì cái vị tướng chó gát kia sẽ ăn mắc hành luôn. Bắn thì không thể nào farm nổi. Eza. Đây là trận đầu mình đánh Eza nên có cái nỗi gì đó thì anh em xem thông cảm nha. Đấy, chó gát máu vậy. Cái tầm tiến hóa thường của cái chiêu thứ nhất thì nó khá là ngắn nhưng mà cái sát thương rất là đau nha. Farm đã. Ông xạ thủ bên kia ông ấy như kiểu bị ngáo ấy anh em ạ. Xạ thủ bên mình thì bắn kém lao tới. Rồi, rồi. Tiến hóa này. Tiến hóa. Ok, giết được nó rồi. Giết được nó. Chó gát nó lại chơi mình rồi. Ok, hòa mạng. Chó gát siêu phẩm thì rất là phê nha anh em. Bộ trang phục siêu phẩm của chó gát cực kỳ đã đời luôn. Eza này, Latsu này và Gray. Ba cái vị tướng ở trong cái tựa game này không có trang phục và cả con Dư Vi nữa. Dư Vi và như là một vị tướng nữa thì hậu nghệ hay là vị tướng gì đó mình quên rồi, không có trang phục. Chó hát hết mana rồi nha. Chó hát hết mana máu vậy, hết mana và máu vậy. Đẹp vãi xoài luôn, chiêu thức của con này nhìn cực kỳ phê. Phê. Này, AD này, chết mày đi. Cho mày chừa. Rồi, chó gắt hết mana rồi nhưng mà mình sẽ không đánh được nó đâu. Con này rất là trâu anh em ạ. Vãi xoài ping lên 500 ạ. Được của nó đấy. Đây là vị tướng cũng được khá là nhiều anh em comment dưới video của mình bảo là làm về cái vị tướng này. Thì hôm nay là cái ngày tuần thứ 3 mình đăng nhập cái tựa game này.
và nhận được cái chìa khóa cuối cùng trong ba cái chìa khóa để mà nhận được cái vị tướng. Thì đổi luôn cái vị tướng Eza này làm clip cho anh em xem. Chơi luôn, chơi luôn. Rồi. Này, đứng đánh nhau này. Ôi giời. Vãi xoài, tới lúc nào cũng là con chó gắt ăn mình vậy. Đắt đồ. Kéo lại chết. Ừ. Quan Phượng. Con này như tên là xạ thủ này, tên là Quang Phượng thì phải đấy anh em ạ. Rồi, ok, mất trụ dưới rồi. Mới có cái phút thứ 5 thôi. Tuy là hai xạ thủ đấy nhưng mà cái lợi thế của team mình, hai tướng ở tường dưới không có chó gát hết mana rồi, không đánh nhau luôn. Lầy. Ok, tao biết. Ok rồi. Té thôi. May quá, cỡ lại tưởng lại chó gát chết tiếp thì đến nhục anh em ạ. Ok, còn Quan Phượng đã giết được cái con chó gát rồi. Chó gát căn bản là hết mana thôi anh em. Chứ không thì Quan Phượng khá là khó bắn được cái con chó gát đó. Để mà kết liễu được cái con đấy. Con đấy thì cực kỳ khỏe luôn. Bốn hai rồi, quá đẹp rồi. Này thì xa cộ đánh không kịp chạy luôn anh em. Rồi. Ok anh em thấy không? Đánh cái con này thì cái chiêu thức của anh em sử dụng phải thật là nhanh, cũng như là phải thật chính xác thì mới có thể là kết liễu được đối phương. Tại vì cái bộ chiêu thức của con này thì nó khá là khó đấy anh em. Khá là khó luôn. Úi giời, thật thế. Rồi. Rồi, rửa con này vào trụ luôn, nhưng mà nó đã nhảy ra ngoài rồi. Kích hoạt cái cánh quạt ở cái đít con Eza này thì nó sẽ tăng cái tầm đánh đấy anh em thấy không? Tăng cái tầm đánh cũng như là tăng cái sát thương của cái chiêu thức đánh thường lên rất là nhiều. Đây, nắp cái cánh quạt vào đít nhìn đẹp vãi xoài anh em ạ. Rồi, hết ba lan rồi, té thôi. Con này thì không biết là sau này thì nó bên tiểu mẹ siêu thần nó có update thêm những cái trang phục cho cái vị tướng này hay không. Nhưng mà cái hiện nay thì cái trang phục mặc định của nó nhìn rất là đẹp đấy anh em ạ. Không biết là sau này có trang phục thì nó sẽ đẹp như thế nào nữa. Ồ, Quan Phu Mo Khai. Điển vi. Giờ đánh cho không kịp nhìn luôn. Còn đấy có thiết đốt là mình giết được cái con Revenant rồi đấy anh em. Này gì? Này gì nữ bố này. Con này thì anh em nên cầm cho nó cái tóc biến nhá, để mà có thể là chạy thoát được cái đối phương. Tại vì cái con chiêu thứ ba của con này thì là cái chiêu chạy, chiêu thứ hai cũng là chiêu chạy. Cầm thêm cái tóc biến nữa thì anh em chắc ăn hơn. Rồi, nạc đường. Bét nạc đường. Con Quan Phượng này hình như là nó mới test trang phục hay sao anh em ạ. Đánh rất là ngáo à. Biếu từ nãy đến giờ mình ối mạng rồi, cả chó gát nữa. Chó gát thì nó ăn được mình hai mạng rồi. Phá lướt cái trụ đường dưới này đi, để có thể đi ganh những cái đường khác. Ok. Cái chiêu đánh thường của cái con Eza này nó cũng khá là đau nha. Chém thường cực kỳ đau luôn. Đấy. Chém đau vãi xoài. Cứu, ôi chết rồi, cả Revenant ở đây, ôi cả lữ bố luôn. Chạy đi. Rồi, ok, lắp cái cánh quạt vào đít cái là sẽ nhanh hơn đấy. Lúc nào thì mình sẽ thử cày cái bộ phim Fairy Tail xem thế nào, bộ phim bản hình Fairy Tail xem thế nào. Để xem cái sức mạnh của những cái vị tướng cũng như là cái chiêu thức hay là cái kỹ năng của cái vị tướng này nó có giống trong game hay không. Chó gát này. Này thì xạ thủ. Đánh không kịp nhìn. Không kịp nhìn luôn. May quá có đấy có con sát thủ nó giết chứ không là. Đấy là chắc giờ mình bị Quan Phượng bắn chết rồi đấy.
tại vì cái máu của mình rất là ít, nhìn là cái chiêu thức đã hết rồi. 821, ok, farm 47, farm hơi bị chậm tí anh em ạ. Con này thì lúc nào mình sẽ thử dùng con này với cái sát thương vật lý max xem thế nào. Đánh mua build thử xem cái chí mạng của con này thì nó sẽ có cái sức mạnh ra sao. Rồi quạt phượng. Này. Tỏi rồi em ơi. Tỏi rồi. Hàm hố quá. Quá là hàm hố rồi. Anh em là chú ý là cái tựa game này khi mà chơi buổi tối ấy, thì ping dù chạy qua cái U-Bot rồi ấy, nhưng mà cái ping của nó khá là cao nhá. Chính vì thế là anh em hạn chế chơi buổi tối để có thể có những trận đấu hay nhất. Đánh thì anh em đánh sáng, đánh trưa hoặc đánh chiều, chứ tối này nên hạn chế đánh. Tại vì tối là cái thời gian mà khi mà anh em dùng mạng thì cũng có khá là nhiều những người khác dùng theo nữa. Cái mạng của nó sẽ bị chia sẻ rất là nhiều. Chính vì thế là cái tốc độ mạng nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái trận đấu này. Hôm qua chơi 2 trận thì buổi tối thì mình phải AFK với 1 trận. Chính vì thế là cái điểm ý của mình đi trừ đi mất 10 điểm. Bực mình nhặt. Ping của nó khá là cao luôn. Toàn lên 3-400 xong rồi cái nhân vật của mình thì dần dần tan nát, khá là khó chịu. Vẫn quyết tâm ăn được bằng được cái trụ ở dưới này. Gắt thế này. Hai giáo sư này gắt thật. Đột đầu phết đấy, ối chó gắt vậy, gắt thế. Định làm gì vậy? Anh Nhiệt rất là máu, rất là máu. Ok. Rồi chó gắt tốc biến. Này. Ok, thế là chết được hai mạng rồi, khá là ngon. Tưởng thế nào chứ hai thanh niên đẩy khá là kinh khủng. Thế mà cuối cùng bị mình giết ngược lại. Đấy thì từ nãy đến giờ chén được 10 mạng rồi. Đủ sức để có thể là cho anh em xem cái sức mạnh của Eza này như thế nào. Úi. Rồi, ok. Tiếp tục là xạ thủ. Hứng chịu full cái chiêu cuối của con quan phượng rồi. Không biết có giết được. Rồi, ok. Giết con chó gắt này nữa. Chó gắt này nữa, ok ngon rồi. Tỷ số hiện nay đang là 13-3 và 2. Đấy, cái sức mạnh của con này nó bá đạo như nào. Thôi, té rồi, hết máu rồi. Chơi theo cái lối an toàn chứ đánh nhau máu quá là chết mất. Hiện nay thì trong cái arc của mình đã sở hữu 2 trong 3 cái vị tướng trong Fairy Tail. Đó chính là vị tướng Gray và vị tướng Era này. Hình như là trong các cái tuần tiếp theo thì nó vẫn cho tiếp tục cho chìa khóa nha anh em, chứ không phải là 3 tuần. Nó cho duy nhất 3 cái chìa khóa để nhận cái vị tướng trong 5 cái vị tướng nó cho. Các cái tuần tiếp theo nó vẫn cho tiếp tục cho chìa khóa. Chính vì thế là anh em vẫn có thể sở hữu được những cái vị tướng trong cái list, những cái vị tướng xịn mà nó cho khi mà anh em sở hữu những cái chìa khóa. Con phượng máu thế. Rồi, chơi. Sổi ội. Quá đẹp luôn. Cân tim luôn. 15-3 rồi. Cái chiêu thức đập vào cái tem toàn bộ đội hình cái tem kia quá đẹp của con này ra luôn. Này thì chạy không chạy lại còn đứng. Đứng đấy này. Cái chiêu đánh thường của con này ra này. Khỏe thật. Mắc thốn luôn. 16-3 rồi. Kinh một cái cây ra quá là kinh khủng cho một cái vị tướng kiêm xạ thủ trong cái tựa game này. Té, cứu tao. Cứu. Rồi. Này. Quá là ngon lành cành đào. Khi mà ai đang giữ cái MVP trong cái trận đấu thì nó sẽ hiện ra một cái vòng nửa ở xung quanh cái tên nhân vật của anh em. Đấy là cái điểm mà anh em có thể chú ý
để mà biết được ai là MVP trong cái đội hình. Rồi thốn thốn quá đẹp. Con Eiza này bây giờ thì đã quá là xanh xao rồi, đủ bộ combo là có thể là giết bất cứ cái vị tướng nào trong cái đội hình tham địch. Khi mà anh em vào cái trận đấu ấy, ở cái level 1 ấy, thì nó sẽ cho anh em tùy chọn cộng một trong bốn cái chiêu thức, kể cả cái chiêu cuối nhá. Nó sẽ khác rất là nhiều so với những cái vị tướng trong cái tựa game đấu trường vinh quang này. Tốt hơn là khi mà vào mới vào trận đấu thì anh em nên chọn cho mình cộng cái chiêu cuối để mà có thể là biến hình trở thành một cái vị tướng có cái tầm đánh xa hơn. Sao đây, chơi luôn rồi. Nữ bố cầm nặng luôn này. Chiêu của con này có cái kiểu thêm cầm nặng nữa nhá, không biết có giết được hay không anh em. Giết được không? Không giết nổi. Ok, thế là trận đấu đã kết thúc rồi, không cần ăn Amazon mà trận đấu đã kết thúc được. Quá là ngon, con này ra này quá là khỏe luôn. Đó thì mình sẽ để cái trang bị mà mình build ở dưới cái đoạn video này để anh em xem nhá. MVP chắc là thuộc về mình rồi. Ok, hẹn lại anh em vào những cái video tiếp theo của cái tựa game này.